Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Mã Review. Và ngày hôm nay Review xin giới thiệu các bạn một chiếc máy này nhé. Đây là chiếc máy Fuji FinFix A340, ở cái tên nó là đây nha các bạn. Đó, A340 đó. Ở đây là chiếc máy khá là đẹp nha. Độ phân giải của nó là 4 MP nha các bạn. Ở đây là một trong những cái dòng máy mà vintage khá là xưa, có thể chụp ra những màu ảnh lạ, khá là hấp dẫn nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một chiếc máy này nha. Đầu tiên thì gắn pin cho máy thì máy sử dụng pin này. Pin này gọi là pin AA nha các bạn. Mình khuyến khích các bạn là nên sử dụng pin sạc cho máy nha. Rồi pin sạc là những cái loại pin mà khi mình sử dụng hết đó, thì mình sẽ gắn vào cái đế sạc để mình sạc, giống như là mình sạc điện thoại đó các bạn. Thì những viên pin này thì mới đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động. Còn nếu mà các bạn mua pin giá rẻ và 5.000, 10.000 thì nó sẽ không đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động nha. Và mình sẽ gắn pin như thế này ha. Và dấu cộng nằm bên đây nè, có hai dấu cộng và dấu trừ chỗ này nè nha. Dấu cộng quay lên trên là dấu trừ quay xuống dưới nè. Còn đây là thẻ nhớ ha, bạn muốn gắn thẻ nhớ bạn rút ra như thế này, còn muốn gắn vào thì gắn vô đây như thế này nha. Đó, rồi thì khi đã có pin và thẻ nhớ xong thì chúng ta có thể mở nguồn như thế này. Đó. Trong quá trình sử dụng cái nắp này nó bật qua như thế này là tắt máy nha, còn bật như thế này là mở máy. Do đó thì nhiều khi các bạn cầm như nè, nhiều khi mình sơ ý mình cầm mình đẩy cái này qua thì nó tắt máy nha, chứ nó không có gì đâu. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đầy đủ và chi tiết về chiếc máy này nha. Thì đầu tiên thì máy đã chuyển qua chế độ tiếng Nhật rồi. Do máy này mình nhập từ bên Nhật về các bạn, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển qua chế độ tiếng Anh nha. Mình bấm nút menu nè. Menu thì cái này là chỉnh ngày tháng năm. Mình chỉnh ngày tháng năm có thể là tăng giảm này ha. Này nút qua nút lại và nút lên nút xuống là 4 cái nút này nha, 3 nút này nè. Đó, mình bấm nút OK. OK nó nằm đây nha. OK là nó là chỉnh ngày tháng. Rồi sau khi mình đã chỉnh ngày tháng xong, mình bấm nút menu nè. Đó, mình bấm qua chữ set nha. Chữ set này mình bấm lên nè, là setup nè, bấm OK. Đó, thì trong đây nó sẽ có 4 cái chỉnh là 1, 2, 3, 4 này ha. Thì mình gạt xuống đây nè, 2 nè, 3. Thì các bạn chỉnh vào chữ LAN ha. LAN là language, là ngôn ngữ nha, các bạn thấy đó, là chữ LAN đây nè. Rồi bạn bấm nút qua thì đó là English, là anh văn rồi đó. Rồi bấm nút OK là được. Rồi nó này nó, bấm Cancel đi. Rồi thì mình vừa chuyển qua chế độ tiếng Anh rồi nha. Thì bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết. Cái máy này nếu chụp thì làm đây nha, mình có thể bấm chụp đây nè. Đó. Rồi khi mà các bạn để xa xa ra thì bấm nha, bấm mà nghe cái tít là được. Đó, nghe cái tít vậy là được. Còn nếu các bạn bấm gần á, bấm gần mà thấy trên này có chữ AF đỏ đỏ này là chưa được nha. Vậy là chưa được. Đó, bấm này là được nè, nghe cái tít là được. Đó. Rồi ok, tiếp theo nha. Thì đó là chụp, còn đây là nút zoom xa gần ha. Thí dụ mình muốn zoom gần lại nè, đây nè. Đó, nó chạy lên chạy xuống nè ha, là zoom xa gần. Đó, rồi ok. Thì cái máy này ở đây nó có cái cụm dây này để kết nối với máy tính nha. Các bạn nào muốn kết nối thì các bạn bấm vào đây để kết nối copy hình ảnh vào trong máy. Rồi tiếp theo thì mình muốn xem là hình ảnh đã chụp, các bạn bấm nút này giữ on hình này nè. Đó là xem là hình ảnh đã chụp, ví dụ hình này là mình vừa chụp xong nè ha. Mình bấm nút qua up lại là sẽ xem tiếp nè. Ở đây mình mới chụp có một tấm mà. Bấm vô đây một cái nữa thì nó chuyển qua chụp ảnh nè. Bây giờ mình chụp thêm một tấm nữa ha. Đó. Đèn đắt đánh ok, máy đánh ok nha. Rồi muốn xem lại bấm vô đây. Đó, hai hình đó, nó có hai hình, bấm nút qua up lại nè. Đó. Các bạn muốn xóa thì các bạn sẽ bấm vào cái nút mà xóa thì đó, bấm vào đây ha, bấm nút OK nè, nó xuất hiện cái này ha, nó có là 1, 2, 3, 4 nè, thì bấm đây là 5, 6 luôn, đó, bấm đây là xóa nha, delete nè, delete frame, frame là một cái hình thôi mà xóa một tấm, còn all frame là xóa tất cả nha, thì các bạn chọn frame thôi, chọn cái này thôi, bấm OK, nút OK đây nha, nó hỏi mình xóa hay là không, mình chọn yes, OK là yes, OK đây nè, rồi, là nó vừa xóa một tấm, mình chọn OK nó là xóa hai tấm đó. Rồi mình no email, tức là cái thẻ nhớ hiện nay là không có hình hết, không có hình gì hết nha. Các bạn muốn chuyển qua chế độ chụp mà bấm nút này nè, bấm qua đây là chuyển về chế độ chụp lại. Rồi thì mình sẽ đi vào chi tiết và hướng dẫn nữa. Trong đây display back là bấm nút này cái, thì cái màn hình nó xuất hiện bốn cái đường này là bốn đường gọi là đường grid line để chọn mình chỉnh bố cục, mình chọn bố mình chụp bố cục cho nó chuẩn hơn á. Bấm đây là tắt những cái thông tin này nha, mình bấm nữa là nó tắt luôn cái màn hình này. Đó, khi mà tắt màn hình này thì đã là tiết kiệm pin và mình ngắm chụp vào trong cái ô này nha. Mình bấm đây cái nữa là chuyển về chế độ bình thường lại. Đó, cái đó là chế độ display này, màn hình nó như vậy.
Rồi mình sẽ bấm nút menu nè. Đó. Menu thì nó sẽ có bốn cái, là mình đầu tiên ở đây ha, nó sẽ cho phép mình chỉnh. Ở bên đây là chỉnh là độ phân giải hình ảnh nha. Quality đó. À, mình chọn chất lượng, muốn hình ảnh chất lượng cao thì chọn lên số số cao. Ví dụ 4MF, F là file đó. 4MF là chất lượng cao. Xuống đây là 4N là chất lượng vừa phải, đây là thấp hơn hay thấp hơn nữa thì các bạn chọn thế nào cũng được nha. Nhưng mà các bạn muốn ảnh ra kiểu xưa thì các bạn mình thấy chọn là cỡ chuẩn 20 là được nha. Rồi mình bấm OK là được. Mình bấm nút OK lại nè, chuyển qua đây. Rồi mình bấm qua bên đây ha. Qua bên đây là chế độ chụp hẹn giờ. On nó là chuyển qua on là chụp, là mở chế độ chụp hẹn giờ. Chụp hẹn giờ tức là mình chụp thì 10 giây sau nó sẽ chụp nha. Off là tắt chế độ hẹn giờ. Bấm qua đây là chế độ chụp ảnh, rồi nó gồm có rất là nhiều chế độ này ha, là shooting mode. Shooting nó là chụp, mode là chế độ. Đầu tiên ở trên đây là night là chụp vào ban đêm ha. Các bạn thấy là có cái hình mặt trăng và cái ngôi sao là night là ban đêm. Sport là thể thao. Scene là chụp phong cảnh nha. Mình thấy cái hình giống như quả núi là chụp phong cảnh. Portrait là chụp chân dung. Nếu các bạn nào thích chụp chân dung thì chọn ở đây. Auto, nếu bình thường các bạn nào không muốn chỉnh thì để auto chụp là được. Và nó có chế độ thứ hai là chế độ manual. Manual là chụp mà cũng auto nhưng mà nó manual nó sẽ cho mình chỉnh nhiều hơn. Movie là chế độ quay phim nha. Thì máy này nó có chức năng quay phim nữa, các bạn nào muốn quay phim thì các bạn sẽ chuyển qua movie. Rồi ở đây mình sẽ chuyển về chế độ là manual để mình hướng dẫn các bạn tiếp nha. Manual thì bạn bấm OK là được. Thì khi mình bấm manual thì ở trên đây có chữ M này, M là manual á. Rồi tiếp theo mình bấm qua bên đây là set, setup bấm OK nè. Đó, đầu tiên xuống này image display là on là cái màn hình. Power save là tiết kiệm năng lượng. À, ở đây đợi 2 phút, 2 min là 2 phút. Thí dụ như mình không sử dụng thì sau 2 phút máy nó sẽ tự động tắt để tiết kiệm năng lượng. Format là format hãy nhớ nha. Bit này là cái âm thanh mình bấm nghe tít 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 đó. Rồi qua đó là bên số 1. Qua số 2 là date and time là chỉnh ngày tháng. Time difference này cũng là chỉnh ngày tháng luôn nhưng mà dạng hai thời gian, có thời gian quốc tế hoặc thời gian nội địa đó. LCD là độ sáng màn hình. Frame là cái điểm thôi, cái bộ điểm trong 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 máy thôi. Ví dụ khi máy chụp nó sẽ lưu lại là ảnh là 001, 002 này kia đó, bộ điểm này nè nó không quan trọng đâu nha. Qua số 3 là USB mode là kết nối với máy tính. Lens này là ngôn ngữ. Video setting thì các bạn chọn lên là NTSC là OK nha. Discharge là sạc, sạc từ cái sợi dây này nè, cái cổng này nè. Nó có cổng sạc này ha. Rồi qua số 4 là reset. Reset là reset là tất cả các cài đặt ban đầu do nhà sản xuất thiết lập sẵn nha. Rồi bình thường thì mình vừa hướng dẫn các bạn cũng khá là chi tiết rồi đó. Các bạn bấm nút OK, OK đây. À, tiếp theo thì mình bấm coi có còn chức năng gì nữa không nha. Khi mà các bạn xem là hình ảnh nó có một cái xóa nè, hoặc đây là chỉnh ngày tháng hoặc là xem theo ngày tháng. Đây là khóa không cho xóa. Rồi setup như bình thường nha. Còn LCD là các bạn bấm đây là độ sáng màn hình. Độ sáng màn hình thì các bạn bấm hướng dấu cộng là sáng hơn và hướng dấu trừ là tối hơn nha. Đó là màn hình, độ sáng của màn hình. Rồi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ bấm để coi còn cái nút nào nữa không, mình bấm nút menu lại coi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh có còn cái nào nữa không. LCD là độ. Rồi. Xin lỗi các bạn nè. Toàn bấm vào đây nha. OK nè. Bấm tới đây để set rồi bấm qua bên đây nữa. Qua bên đây nó có hai cái này nè, hai cái này là chỉnh. Đầu tiên cái này là dấu cộng dấu trừ, này là chỉnh bù trừ sáng nha. Bù trừ sáng tức là khi mà các bạn muốn tấm ảnh mình sáng hơn thì các bạn bấm vào hướng dấu cộng nè. Đó. Dù cộng 0.3, cộng 0.6, 0.9 đó là ảnh nó sẽ sáng hơn. Bạn nào muốn hình ảnh mình tối hơn thì bấm vào hướng dấu trừ nha. Còn không thì các bạn để giá trị không là đúng nhất. Rồi các bạn bấm nút qua bên đây nữa ha, nút qua bên đây nè. Bấm qua đây nữa quay cái B là quay ba lăng ha. Thì các bạn chọn đây là nếu mà các bạn nào biết am hiểu về quay ba lăng mình sẽ chỉnh trong đây nha, còn không am hiểu thì các bạn để auto là được. Thì trên thực tế thì đối với những cái máy này á, mà các bạn muốn chỉnh mà hình ảnh nó màu lạ lạ đó thì các bạn chọn lên trên hình này nè, đó thì màu nó sẽ khác đi chút xíu nha. Và các đây các bạn đều chọn đây được hết á, thì mỗi lần các bạn chỉnh đây thì màu sắc nó ra thay đổi tí xíu nha. Thì bình thường mình sẽ set auto cho các bạn. Rồi OK, thì cơ bản máy này mình đã hướng dẫn các bạn xong rồi nhé. Giờ bấm lại nè. Đó. Bấm vào đây ha. Bấm nút qua nè.
Đó, nó có những cái chỉnh nè, nhất là chỉnh đây là chỉnh độ phân giải hình ảnh nè, cũng như là chất lượng hình ảnh. Qua bên đây là save timer là hẹn giờ, bên đây là chế độ chụp, bên đây là set trong máy, bấm nút qua nữa là chỉnh bù trừ sáng, bấm ở đây là quay ba lăng. Rồi ok, thì mình vừa hướng dẫn chi tiết các bạn đầy đủ về sử dụng chiếc máy này rồi nha. Nếu thấy hay clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Lý Bill nha. Đồng thời mình giới thiệu với các bạn mình tên là máy ảnh Lý Bill. Hiện nay mình đang bán rất là nhiều hàng trên trang Facebook là máy ảnh Lý Bill và trên trang Instagram là máy ảnh Lý Bill luôn nha. Khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình một chiếc máy ưng ý thì các bạn có thể tìm một cái đường link mình để bên dưới nha các bạn. Máy này thấy thiết kế cũng khá là cưng các bạn, cũng có khá là hiếm nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nhé. Nếu thấy clip nhiều ích thì nhớ ủng hộ Lý Bill nha. Ok, chào các bạn.